Mới đây, Dương Triều Vũ bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chúc mừng sinh nhật đàn chị Lệ Quyên. Chẳng có gì để dân tình xôn xao nếu nam ca sĩ không dùng hình ảnh có dính tới Hà Hồ. Cụ thể, em trai Hoài Linh gửi lời chúc đến giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn. Happy birthday Lệ Quyên, tìm mãi tấm hình của hai người mình để đăng chúc mừng sinh nhật. Không ra mà lại thấy tấm ảnh này trên Facebook nên lấy lại xài luôn. Ai nói gì nói chứ tôi thấy dễ thương lắm. Biết đâu ngày nào đó ba đứa lại đi xem rap show cùng nhau lần nữa. Chúc chị sinh nhật thật hạnh phúc và tưng bừng, luôn an nhiên tự tại như thế này nhé. Kèm với đó, nam ca sĩ không ngần ngại chia sẻ bức ảnh có sự góp mặt của anh bên cạnh Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Động thái này của Dương Triều Vũ khiến dân tình không ngừng bàn tán sôi nổi. Theo đó, nhiều khán giả không đồng tình với lý do hết ảnh của Dương Triều Vũ vì họ cho rằng không thuyết phục. Một số ý kiến nêu quan điểm có thể nam ca sĩ đã cố tình lựa chọn tấm hình này để tạo hiệu ứng gây tranh cãi. Bởi lẽ trước đó, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là cặp bạn thân thiết, nhiều lần xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cả hai đã không còn giữ mối quan hệ bạn bè từ lâu. Do đó, khán giả không còn nhìn thấy Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà góp mặt chung một khung hình vì hai nữ ca sĩ thường ngó lơ nhau, tỏ ra như hai người xa lạ. Hiện tại, bài đăng của Dương Triều Vũ nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận chỉ trích nam ca sĩ cố tình tạo drama khi lựa chọn bức ảnh nhạy cảm như thế. Dù vậy, vẫn có nhiều quan điểm cho rằng Dương Triều Vũ đăng tải hình ảnh như vậy với hy vọng cả bạn thân ngày xưa sẽ gương vỡ lại lành sau nhiều năm lạnh nhạt, tránh mặt nhau. Cách đây gần 10 năm, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên là cái tên thường xuyên được đặt cạnh nhau. Ngày ấy, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện. Không chỉ vậy, trong cuộc sống thường ngày, cả hai cũng thường xuyên đồng hành cùng nhau. Nữ hoàng giải trí và nữ hoàng phòng trà khi ấy khiến mọi người phải ghen tị vì mối quan hệ chị em thân thiết. Tuy nhiên, đến năm 2015, dư luận ngỡ ngàng trước thông tin cả hai cạch mặt nhau vì xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm khi xuất hiện chung trong một vài sự kiện, cả bạn thân một thời còn ngó lơ nhau và tỏ ra như không quen biết. Khi ấy, truyền thông và người hâm mộ cũng nhiều lần tò mò về mối quan hệ của cả hai, nhưng Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều tránh né không nhắc về. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ của đôi bạn từng thân đã không thể nào hàn gắn được. Gần 10 năm đã trôi qua, đôi bạn từng thân ngày nào vẫn là người dưng ngược lối, mỗi người lựa chọn cho mình con đường sự nghiệp phát triển riêng. Cả hai cũng tránh né nói về đối phương, xem như chưa từng quen biết. Ai cũng hạnh phúc viên mãn. Sau rất nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên giờ vẫn là những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Cả hai đều duy trì được độ của mình trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Điểm chung trong chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên có lẽ là hơi lật đận. Sau khi kết thúc chuyện tình với doanh nhân Quốc Cường, Hồ Ngọc Hà dính vào nhiều tin đồn tình ái khác nhau và nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Thời điểm này, Lệ Quyên đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng doanh nhân Đức Huy. Năm 2020, có thông tin cho hay Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chính thức đăng ký kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Cũng trong năm đó, Lệ Quyên bất ngờ công bố đã ly hôn doanh nhân Đức Huy sau 10 năm làm vợ chồng. Những thông tin trái ngược về chuyện tình cảm của đôi bạn này có thời điểm đã trở thành đề tài, nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và truyền thông. Nhiều người nói đùa rằng, dù Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà nghỉ chơi nhưng lại cứ liên quan đến nhau một cách kỳ lạ. Ở thời điểm hiện tại, cả Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà đều đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Nếu Hồ Ngọc Hà có cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh ông xã Kim Lý thì Lệ Quyên cũng có cuộc tình nồng cháy bên cạnh tình trẻ Lâm Bảo Châu. Sau những ồn ào, hình ảnh gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà bên cạnh Kim Lý cùng cặp sinh đôi đã nhận được sự yêu thích của mọi người. Bên cạnh đó, mối quan hệ văn minh của Hồ Ngọc Hà và chồng cũ Cường Đô La trong việc nuôi dạy con trai chung của cả hai cũng khiến mọi người ngưỡng mộ. Về phía Lệ Quyên, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con trai chung của cả hai. Trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên thường xuyên cập nhật những hình ảnh đưa con trai và người yêu trẻ đi du lịch, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.